Chào các bác nhá. Bên em lại đang về rất là nhiều bông xoài các bác nhá. Bác cứ bốc vào đây đi. Về rất nhiều con bông xoài đẹp này các bác nhá. Con này được 10-15 ngày. Đang thả được con này to này, rất là to. Các bác nào mà lấy vui lòng liên hệ nhá. Công ty 36041 nhá. À, rất là nhiều luôn nhá. Bông xoài về đỡ phải uống. Tỷ lệ phi phao nó ít thì các bạn. Con gống từ một ngày cho đến nửa. Một ngày đầu, từ ngày đầu tiên cho đến 15 ngày nó hay phi phao. Khi mà uống xoài như này thì tỷ lệ nó đỡ đi vào rất nhiều các bạn. Các liên hệ nha. Công ty 86041099 nhá. Chào mừng các bạn sẽ xem video. Liên hệ sớm nhá.